cả nhà, cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của Trinh nha. Ở video này Trinh sẽ cập nhật giá xe cũng như là quay một số mẫu mới của dòng Exciter 155 với lại là dòng Winner V3 cho cả nhà tham khảo nha. Và Trinh báo một tin vui cho cả nhà là dòng Honda Winner V4 đã cập nhật về tới cửa hàng rồi nha cả nhà. Đầy đủ tất cả các phiên bản nha, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao có đầy đủ luôn nha mọi người ơi. Nếu mà mấy anh chị mà đang tò mò muốn biết thêm về cái dòng xe Winner V3 V4 nó khác với V3 như thế nào thì hãy kết bạn ngay Zalo trên số điện thoại trên cái ghi dưới màn hình đó, Trinh sẽ gửi mẫu qua cho mấy anh chị coi và tham khảo ha. Và cái em mà đứng bên tay phải của Trinh đây là em Exciter 155, phiên bản này là phiên bản cao cấp nha cả nhà. Phiên bản cao cấp có lên màu sơn 3D á mọi người, màu sơn 3D màu xanh trắng rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Cái tem cực kỳ đẹp ha, mặt nạ phối màu xanh màu trắng đen nè, rồi cái lườn cũng vậy ha, nhưng mà thể hiện đầy đủ tên xe, phân phối và nhãn hiệu xe luôn, cho mấy anh chị chạy ngoài đường sẽ không bị lẫn lộn với các dòng xe khác ha cả nhà. Cái mâm xanh này là mâm zin đó mọi người. Cái bản này Exciter 155 hiện tại bên trên đang bán ra với giá là từ 42.500 tới 45.500 tùy theo phiên bản, tùy theo màu đối với dòng 2023 ha. Bên trên có bản 2024 này nha mọi người. Vào Zalo Trinh để Trinh tư vấn kỹ hơn về hai mẫu đó ha. Rồi, bên tay trái của Trinh đây có một em Winner V3 rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Đây, bản này là giống như bản xanh ngọc đó cả nhà. Màu cực kỳ đẹp luôn. Trinh có chạy quảng cáo một em Exciter 155 màu này nè. Trời bán quá trời luôn á mọi người. Thì ở đây thì Trinh có lên từ bản của Winner V3 ha mọi người. Bản này là bản có phanh ABS luôn và có khóa xe máy thay đầy đủ luôn nha mọi người ơi. Đối với dòng Winner V3 thì mua gốc chỉ cần trả trước ở bên Trinh tầm khoảng từ 4 củ rồi rút xe về rồi nha cả nhà ơi. Giá hiện tại đang dao động từ 36 đến 39 củ năm tùy theo phiên bản tùy theo màu nha mấy anh chị ơi. Rất là rẻ luôn, chỉ từ 3 ít thôi, 4 củ rút xe về rồi ha. Ngoài hai màu mà Trinh vừa mới quay qua thì bên trên còn có rất là nhiều màu khác này cả nhà. Đó, Exciter 155 rất là nhiều màu khác ha. Còn ở dưới là Winner V3 nha mọi người. Đó, rất là nhiều màu đẹp luôn nha mọi người. Mấy anh chị mà đang quan tâm dòng Exciter 155 2023, 2024 và Winner 2023, 2024 á thì cứ kết bạn Zalo với Trinh nha. Số điện thoại Trinh có ghi dưới màn hình, sau đó Trinh có sử dụng Zalo luôn, Trinh sẽ tư vấn kỹ hơn. Và bên Trinh hỗ trợ trả góp tất cả các dòng xe luôn. Hiện tại cửa hàng bên Trinh là đang ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha mấy anh chị. Mấy anh chị nào ở gần khu vực Bình Dương các bạn Zalo Trinh, Trinh gửi vị trí chạy qua cho dễ. Còn nếu mà mấy anh chị ở xa không lên cửa hàng được á thì em sẽ hỗ trợ ship xe về. Đặc biệt khi mấy anh chị lên cửa hàng bảo có liên hệ trước với Trinh hoặc là nhắn tin Zalo đặt lịch trước á, lên cửa hàng mua xe sẽ được Trinh hỗ trợ giảm 2 triệu, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại và kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi ưu đãi nha. Rồi mấy anh chị cần em tư vấn thì nhắn tin ngay Zalo cho em Trinh nha. Bye bye.